Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là một sản phẩm ở cái phân khúc sedan. Đây chính là chiếc xe ô tô ở cái phân khúc sedan và ở cái phân khúc hạng C ạ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó chính là một chiếc xe Kia K3, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và đã chạy hơn 4 vạn km rồi. Đây là phiên bản 2.0. Kia K3 thì có hai phiên bản, một phiên bản là 1.6 và một phiên bản là 2.0. Nếu cái phiên bản 1.6 thì là cái phiên bản thiếu đồ, còn phiên bản 2.0 thì nó sẽ đầy đủ hết đồ rồi. Ví dụ như khóa thông minh này, đề nổ start stop này, cửa nóc này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cảm biến trước sau, đèn pha bi xenon, đầy đủ full option hết tất cả rồi. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là tất cả còn nguyên bản ạ. Đây là một chiếc xe một chủ từ đầu cho nên nó còn nguyên bản và mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng này, không ngập nước này, tất cả máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Chúng tôi đang chào bán với giá là 498 triệu đồng. Chỉ hơn 400 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C này. Và nếu như quý vị và các bạn chưa sắp xếp đầy đủ tài chính thì chúng tôi có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể được vay tối đa với giá trị là 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Kia K3 2015 chạy hơn 4 vạn km rồi ạ. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước tiên thì tôi vẫn quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây chính là chiếc xe Kia K3 được sản xuất năm 2015, là một trong những chiếc xe cuối của K3 rồi. Sau năm 2015 này thì Kia không sản xuất K3 nữa mà vẫn sản xuất tiếp tục là Kia Cerato. Đây là cái phiên bản 2.0 cho nên là nó full hết đồ rồi. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản ạ. Và chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Chỉ hơn 400 triệu đồng thôi. Quý vị các bạn sở hữu ngay một chiếc xe ở phân khúc hạng C Kia K3 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2015 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi màn ảnh để được xem về chiếc xe Kia K3 này ạ. Đây là cái phần đầu, tức là cái phần ba đời sốc trước của xe đây ạ. Tất cả còn nguyên bản hết cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản ạ. Và đây là bản full option cho nên nó đầy đủ hết đồ rồi. Xe đã được trang bị đèn bi xenon cùng với đèn LED, đèn daylight ban ngày ạ. Và đèn của nó cực sáng đấy ạ. Và dưới của cái đèn pha đèn LED này thì là cặp đèn gầm cũng như cảm biến trước. Xe được trang bị cả cảm biến trước sau cho nên là đi rất là an toàn. Còn đây là cái phần bao đời sốc sau của xe. Cặp đèn thì được thiết kế rất là đẹp đấy ạ. Mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đèn là full LED hết cả rồi. Và cái điều quan trọng là chiếc xe này chưa bị đâm đụng, chưa va chạm gì cả chứ tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần cảm biến sau của xe. Cảm biến trước sau có đầy đủ hết tất cả rồi ạ. Cho nên là đi rất là an toàn, kể cả những người mới lái cũng có thể lùi vô tư. Xe đã được trang bị full option, không thiếu một cái gì cả. Đây là camera lùi nguyên bản của xe. Camera lùi phiên bản Kia K3. Và là cái phiên bản 2.0 đấy ạ. Khác với phiên bản 1.6 thì phiên bản 2.0 này full option hết cả rồi ạ. Nhìn về cái phần tổng thể ngoại thất của chiếc xe này thì chiếc xe còn rất mới, rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này ạ. Gương chiếu hậu là gương gập điện, xi
xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương và chủ xe cũng đã lắp thêm gương cầu rất cẩn thận rồi ạ. Chiếc xe chỉ chạy hơn 4 vạn thôi cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất mới, rất đều xe đấy ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa đâm đụng, chưa va chạm gì cả. Tất cả máy móc của nó còn nguyên bản hết ạ. Cho nên là còn rất là đẹp, tất cả nước sơn của nó cũng còn zin rất là nhiều ạ. Khác với phiên bản 1.6 thì cái phiên bản 2.0 này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 này là full option rồi. Từ khóa thông minh, đè nổ này, ghế điện, điều hòa tự động này, hai vùng độc lập, đèn cảm biến lùi, cảm biến trước, cảm biến quanh xe đầy đủ hết cả rồi ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi, cho nên là cái dàn lốp của nó còn rất là dày ạ. Đây, thưa quý vị và bạn, tôi sẽ quay cho quý vị và bạn cùng xem về cái hoa lốp này ạ. Hoa lốp của nó còn rất là dày. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc sử dụng thôi. Vì cả dàn lốp, cả bốn bánh này nó còn được dày như thế này đấy ạ. Và còn rất là đẹp ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của xe. Trước tiên bước vào cái khoang nội thất thì chúng ta cùng đi xem qua về cái phần cánh cửa bên lái đã. Vì cái cánh cửa bên lái này là cái phần sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Vì tất cả chúng ta lên xe đều phải qua cái cánh cửa bên lái này trước ạ. Người lái xe là người ngồi nhiều nhất, chạy nhiều hay ít nó phụ thuộc với cánh cửa đấy ạ. Xe thì cũng đã được trang bị toàn bộ là gương kính chỉnh điện hết rồi, gương gập điện này, ghế điện và nhớ ghế hai vị trí đây ạ. Ghế da cao cấp và ghế điện nhớ ghế hai vị trí ạ. Và cái điều đặc biệt quan trọng nữa là chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, tất cả còn nguyên bản ạ. Tất cả các ốc còn nguyên bản đây ạ. Tất cả các ốc còn là đánh dấu của nhà sản xuất đây ạ. Keo chỉ thì còn rất là mới ạ. Và gioăng cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đấy, cho nên quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm. Vì chất lượng của chiếc xe này thì còn khá ok đấy ạ. Vì chiếc xe mới chạy được ở đây. Đồng hồ quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe mới chạy được có 4 vạn 4 km thôi ạ. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua đồng hồ. Nếu phát hiện chúng tôi một tua đồng hồ, chúng tôi sẽ tặng quý vị và các bạn 10 triệu ngay lập tức cho quý vị và các bạn đến xem xe. Và quý vị và các bạn không mua, quý vị và các bạn được tặng tiền để đem về nếu phát hiện chúng tôi tua cái đồng hồ này. Và đây là cái vô lăng của xe đây ạ. Vô lăng của xe chạy hơn 4 vạn và nó còn được đẹp như thế này đấy ạ. Vô lăng rất là đẹp và vô lăng này còn nguyên bản ạ. Vô lăng còn nguyên bản ấy, chưa có may, chưa có khâu lại đâu ạ. Cần số cũng vậy đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần ghế da của xe đấy ạ. Phần ghế da của xe cũng còn rất là đẹp ạ. Da thì trang bị da cao cấp, ghế thì là ghế điện, nhớ ghế hai vị trí đấy ạ. Ở cái phiên bản 2.0 này thì xe đã được trang bị là ghế điện rồi. Tương đối là đẹp ạ. Đấy, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Cũng giống như chiếc táp bi cửa trước rồi. Tất cả là còn nguyên bản hết, chúng tôi cam kết chiếc xe này còn nguyên bản. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên zin, tất cả còn nguyên zin hết đấy ạ. Nếu như phát hiện mất keo chỉ, chúng tôi cũng xin tặng cho quý vị và các bạn 10 triệu đồng đến quý vị và các bạn đến xem xe. Đây, keo chỉ này, tất cả các ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết. Đây, và đặc biệt ở cái phân khúc này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 này là cái bộ cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Rất ít xe hạng C mà được trang bị cửa gió điều hòa phía sau nhé. Nhưng chiếc xe này đã được trang bị cửa gió điều hòa phía sau rồi. Nội thất thì rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Trang bị cả cửa nóc này, nỉ trần cũng còn rất là đẹp. Tất cả còn rất là đẹp. Và cái hàng ghế sau này đây, hàng ghế sau cũng rất là ít người ngồi cho nên nó còn rất đẹp. Đây ạ, ghế còn rất mới đấy ạ. Tương đối là mới đấy. Đấy, còn ghế rất là mới ạ. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận. Chủ xe cũng đã bọc tất cả về cái ốp 4 bậc cửa này. Ốp cốp, ốp 4 bậc cửa. Đấy, thưa quý vị và các bạn, chủ xe rất cẩn thận. Ốp inox 4 bậc cửa và kể cả ốp cốp. Cho nên là chiếc bậc cửa này nó cũng chưa xước sát một tí nào. Đến cái ốp này còn ni lông còn chưa bóc hết cơ. Cái ốp này còn ni lông còn chưa bóc. Chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận. Cho nên là chiếc xe này còn rất đẹp ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp sau của xe tôi cũng sẽ quay và giới thiệu qua cho quý vị và bạn cùng xem. Tại vì là chúng ta phải quan tâm nhất là cái ba đợt sốc trước này, ba đợt sốc sau hoặc cái cốp sau. Nếu như nó có bị đâm đụng gì thì nó sẽ để lại dấu vết đây ạ. Có làm thì cũng không vết được. Và đây là cái ốc của nó còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này, ốc còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên đây.
keo chỉ này mà còn nguyên đây thì là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau. Còn nếu làm lại thì không bao giờ nó cái ốc nó còn được nguyên như thế này đâu ạ. Phải có vết bặn, đây là còn nguyên hết ạ. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn yên tâm về cái phần đâm đụng hay va chạm gì cả. Đây là cái phần cốp sau đấy, cốp thì rất rộng, độc đồ đạc này là đồ đạc của tôi. Cốp rất là rộng rãi và sạch sẽ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết, chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần ốp bậc cửa đây, ốp bậc cửa inox chủ xe đã lắp thêm. Gioăng này, gioăng còn rất là mới ạ. Gioăng là ốc bản lề, tất cả còn rất là mới, nội thất thì rất là đẹp rồi ạ. Quý vị của bạn có thể yên tâm để sử dụng chiếc xe này ạ. Chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Đây là cái phần này, khóa đây, khóa cũng còn nguyên, chưa có chỉnh sửa gì đây. Nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì, bị tác động vào đây thì là phải sửa chữa, phải làm. Và sửa chữa thì đương nhiên sẽ để lại dấu vết. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết nguyên bản đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết tất cả còn nguyên bản đối với chiếc xe này ạ. Nếu sai chúng tôi có thể chịu phạt 10 triệu đồng cho quý vị các bạn nào mất công đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đây, ghế. Đây là chiếc ghế phụ đây ạ. Còn nguyên bản hết, da nguyên bản của xe đấy ạ. Chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả mà nội thất thì lại đẹp như thế này. Vậy quý vị các bạn bỏ ra hơn 400 triệu đồng thì liệu có để sở hữu chiếc xe này thì có đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra không? Đây, thưa quý vị các bạn. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem Kia đã trang bị cho chiếc K3 2.0 2015 này option như thế nào và nó còn mới như thế nào. Đây thưa quý vị và các bạn, vô lăng thì được trang bị là vô lăng cao bọc da xịn cao cấp, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Cruise control, sang số thể thao cũng đã được tích hợp trên chiếc vô lăng này. Và đồng hồ km đây, 4.4 km. Và chính giữa là một chiếc màn hình giải trí đa phương tiện. Giải trí đa phương tiện tích hợp. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe, tôi cũng sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Ốc cabo còn nguyên bản hết đây ạ. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Máy móc còn nguyên bản và còn rất đẹp đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, máy móc đây, tôi đang nổ máy cho quý vị và bạn xem đây. Quý vị và các bạn có thể máy nổ thì rất êm, chưa có rung lắc, chưa có làm gì cả. Và tất cả các ốc chân máy này, ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và không những nó nguyên bản mà nó còn rất là mới ạ. Vì chiếc xe này chạy có hơn 4.000 km thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2015 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.